Cục diện Ukraine tạm thời yên ắng sau khi Tổng thống Viktor Yanukovych từ chức do sự thắng thế của các phe phái đối lập. Nhưng vì sao bạo động tại Ukraine lại dữ dội như vậy? Phải chăng khủng hoảng này chỉ là ngọn lửa bùng phát từ những nguyên nhân âm ỉ? Đây là cảnh tượng tại thủ đô Kiev của Ukraine vào thứ Bảy tuần trước. Người biểu tình được thông báo rằng Tổng thống Viktor Yanukovych đã từ chức. Ông Yanukovych từ chức sau một tuần lễ bạo động đẫm máu. Sau đó, vào Chủ nhật, truyền hình Ukraine công bố một đoạn video cho thấy có thể ông Yanukovych đã rời bỏ căn nhà ngoại ô Kiev và ra đi trên một chiếc trực thăng. Nếu như người trong đoạn video là ông Yanukovych, vẫn chưa rõ ông sẽ đi đâu. Nhưng rõ ràng là Quốc hội Ukraine đang chứng tỏ quyền lực của mình sau khi Tổng thống từ chức. Chủ tịch Quốc hội Oleksandr Tukino đã trở thành Tổng thống lâm thời, bầu cử sớm sẽ được diễn ra vào tháng 5. Cục diện Ukraine tạm thời yên ắng sau sự thắng thế của các phe phái đối lập, nhưng sự chia rẽ vẫn còn đó. Và đến chừng nào Ukraine chưa phân rõ lập trường của mình, thân Nga hay thân phương Tây, thì rủi ro bất ổn sẽ vẫn còn. Thế nhưng nguyên nhân của khủng hoảng và chia rẽ này đến từ đâu? Phải chăng là từ những lợi ích kinh tế? Vài thập niên trước, cả Ba Lan và Ukraine có xuất thân kinh tế giống nhau, đều là những nước nổi lên sau sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết. Thế nhưng hiện nay, kinh tế Ba Lan đã gấp 3 lần Ukraine, trong khi Ukraine vẫn đang loay hoay với tham nhũng và bộ máy điều hành kém hiệu quả. GDP đầu người của Ukraine sau khi điều chỉnh theo giá sinh hoạt chỉ vào khoảng 7.300 đô la Mỹ một người một năm, trong khi ở Ba Lan là 22.200 đô la Mỹ. Con số này ở Mỹ là khoảng 51.700 đô la. Xét về GDP đầu người, Ukraine xếp thứ 137 trên thế giới sau cả El Salvador, Namibia và Guyana. Trong khi Ba Lan gia nhập EU, tập trung cải cách chính trị và kinh tế, thì Ukraine vẫn tập trung vào công nghiệp nặng như sản xuất thép, luyện kim và hóa chất như thời Xô Viết, mà không phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp bán lẻ và dịch vụ. Theo các chuyên gia, với dân số 46 triệu người, nhiều lao động trình độ cao, có nền tảng công nghiệp, có nguồn tài nguyên dồi dào và tiếp giáp với thị trường xuất khẩu khổng lồ là EU, Ukraine có thể đã là một nền kinh tế cực thịnh nếu như chịu đổi mới. Ngoài ra, kinh tế ngầm cũng là nguyên nhân chi phối quá trình phát triển của Ukraine. Các công ty lớn của nhà nước đã dần dần tư nhân hóa và rơi vào tay của các tài phiệt. Những công ty này ăn nên làm ra nhờ nguồn cung khí tự nhiên giá rẻ của Nga và nhu cầu nguyên liệu của thế giới. Nhờ đó, trong giai đoạn 2000-2008, kinh tế Ukraine phát triển nhanh chóng nhưng tiềm ẩn mọi nguy cơ của bất ổn. Những nền móng của sự đổi mới, tái cơ cấu không có cơ hội xuất hiện khi kinh tế tự động bùng nổ. Khi kinh tế thế giới rơi vào khủng hoảng năm 2008, xuất khẩu nguyên liệu của Ukraine giảm đáng kể. Năm 2009, Nga lại tăng giá khí đốt. Những mầm mống của sự bất ổn có cơ hội xuất đầu lộ diện và trở thành khủng hoảng thực sự. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã cho Ukraine vay tiền để vượt qua những rắc rối hậu khủng hoảng, nhưng các khoản hỗ trợ này nhanh chóng chấm dứt sau khi Ukraine từ chối yêu cầu tăng giá khí đốt và cắt giảm lương thưởng nhà nước. Như đã nói, tham nhũng cũng là tội đồ gây nên sự khủng hoảng tại Ukraine. Một nghiên cứu của World Bank cho thấy đây là nguyên nhân kéo nền kinh tế này đi lùi. Năm 2013, Ukraine xếp thứ 144 trên tổng số 175 quốc gia trên thế giới về độ minh bạch, dưới cả Papua New Guinea, Nigeria và Iran. Tệ nạn quan liêu đã khiến nhiều doanh nghiệp từ bỏ Ukraine. Theo đại diện của một số doanh nghiệp, nhiều khi các công ty thà hối lộ cho quan chức, còn hơn phải đi theo quy trình thủ tục hành chính quá phức tạp và mất thời gian. Theo khảo sát của World Bank, một công ty phải mất 390 giờ đồng hồ và 54,9% lợi nhuận cho việc đóng thuế ở Ukraine. Tình hình tài chính Ukraine hiện trong một hiện trạng rất xấu. Nước này sẽ không thể trả nợ trong năm nay mà không có sự giúp đỡ từ bên ngoài. Thâm hụt kéo dài, nước này cần phải mượn từ 7 đến 10 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, nhưng triển vọng mượn thêm tiền trên thị trường trái phiếu thì không mấy sáng sủa. Chưa hết, Ngân hàng Trung ương nước này cũng đang phải sử dụng nguồn ngoại hối dự trữ để vượt qua khó khăn. Đến tháng 1 năm nay, dự trữ của Ukraine đã giảm xuống 17,8 tỷ đô la Mỹ. Những khó khăn về kinh tế nói trên đã tích tụ trong một thời gian dài, khiến cho việc ông Yanukovych từ chối thỏa thuận hợp tác với EU trở thành giọt nước làm tràn ly. Có lẽ Ukraine sẽ không đi đến bước đường hôm nay nếu như chính phủ nước này kịp thời cân bằng những lợi ích kinh tế và chính trị. Đằng sau những lô cốt và pháo đài mà người dân lập nên, chưa biết có thế lực chính trị nào hay không, nhưng trước mắt có thể thấy đó là một niềm hy vọng về tương lai sáng sủa của nền kinh tế.